Video ngày hôm nay mình sẽ giới thiệu các bạn một căn bệnh liên quan đến bệnh lỗ tiếng các bạn nhé. Lỗ tiếng là xẹt ở loa. Thì mình đã phải gắn một cái loa chuyên để làm bệnh lỗ mà nó lỗ nhỏ này để nghe rõ dễ. Cái bệnh này thì nó một dạng lỗ nhưng mà lại liên nguyên nhân nhé. Thì lại từ một cái khác các bạn nhé. Con này là lỗ hai vế, đây mình sẽ gạt cho bạn xem. Mình khi nó rất dễ bị nhầm lẫn, vì khi mình gạt cái cầu phía sau về vị trí không phải collector đấy các bạn nhé, cái cầu chữ U ấy, cứ gạt phía sau ấy thì nó lại có vẻ như nó dịu đi các bạn nhé. Thì nhiều khi nếu bạn nào mà không kinh nghiệm thì sẽ nhầm tưởng là có thể là không phải là công suất, không phải là phần, không phải là do phần công suất các bạn nhé. Nhưng cái thực ra cái này nó ở công suất thì nó lại không phải ở mạch, mà nó lại liên quan đến cái nguồn cấp của nó, chính là cái nguồn cấp cho mạch bi sai, vì là cả hai vế liên quan đến nhau. Thế là mình sẽ giới thiệu các bạn để các cái dạng lỗ khác nhau. Đây mình sẽ đo cho các bạn xem. Đây nha các bạn nhé. Đây mình sẽ gạt cái cầu. Khi mà gạt về cầu chữ U, cái cảm giác có dịu ở đây nhá, mình nhàn nhé, nghe rất tinh mới thấy tiếng là xẹt. Thì cảm giác như là công suất không vấn đề gì cả nhá. Đấy các bạn nghe chưa? Có, nghe tinh vẫn có. Thế thì trong các bệnh lỗ thì nó có rất nhiều nguyên nhân. Ví dụ bạn nào đã từng làm các cái đầu tép hoặc là đài cassette ngày xưa ấy, thì sẽ thấy là khi mà nó bị cái chuyển mạch ghi ấy, là nó cũng bị lỗ. Và đấy là một dạng, nó thường nó liên quan các cái mạch khuếch đại mà tín hiệu nhỏ, cái khuếch đại điện áp, hoặc như ở âm đi là mạch vi sai, hoặc như con này ấy, thì mình phán đoán là từ nguồn nhá. Tại nguồn như nào thì mình sẽ thì nó rất là muôn hình vạn trạng. Thì theo đúng lời hứa thì mỗi lần có một cái máy hiện tượng lỗ mà từ một nguyên nhân mới thì mình sẽ giới thiệu. Vì đây cái bệnh lỗ này một trong những bệnh mà cũng không phải là khó, quá khó. Có thể có những cái bệnh ở mạch công suất ấy, như con 7008 mắc đôi ấy, thì con đấy là nó thường chuyên hỏng ở mạch cái con cặp vi sai. Ở mạch công suất là cái con 5 chân ấy. Thường thường các bạn cứ bảo con 5 chân ấy, thực ra nó là hai con đèn A đấu chung nghe. Thì nó cũng chuyên chết cái đấy, vì con 7008 ấy thì nó lại không có mạch dè các bạn nhá. 7008 ấy thì nó mạch âm sắc của nó mạch hồ tiếp, như mình đã giới thiệu ở một số video. Nên là con đấy đa số ấy thì nó lại không có hiện tượng chết ở dè. Nên là chỉ có ở mạch công suất thôi. Vì nó hồi tờ nó không có phần dè, vì hồ tiếp của nó là mạch âm sắc. Thế là nên là rất dễ làm. Nhưng mà trong một số trường hợp như con này là con Sansui 907 này, là nguồn nó rất là phức tạp các bạn nhé. Bản thân cái nguồn như mình đang định nói đây thì nó lại là cấp cho phần vi sai của cả hai mạch công suất luôn. Và trong đó, và từng nguồn riêng cấp cho cái mạch drive thì lại riêng các bạn nhé. Hai cái mạch cấp riêng, và mạch công suất cũng cấp riêng nữa. Mặc dù cùng chung cái nắp, nó ra đầu khác các bạn nhé, ra đầu khác. Đây chính là hai cái phần cấp cho cái phần mình nói là cấp cho phần vi sai và mạch follow, và mạch dè các bạn nhé. Mạch dè con này cũng khá là phức tạp, con này mạch dè của nó cũng rất là phức tạp, chứ không phải như mấy một trong máy nó ứng dụng công suất lớn, nên là nó sử dụng rất là nhiều mạch phức tạp. Có thể nói là mình đấy là nó ngang với con Acuphase nó cũng rất là nguồn, rất là phức tạp bạn nhé. Acuphase thì nó mạch nó thiết kế rất là lằng nhằng, rất là khó làm, kể cả cái mạch bảo vệ của nó, mạch dây leo bảo vệ đấy. Nếu mà ai không quen thì sẽ rất là khó khăn. Nhưng mà khi mà làm quen rồi thì chúng ta hoàn toàn có thể làm chủ được bạn nhé. Đây mình sẽ đây mình gạt về chế độ có tiếng thì nó sẽ lỗ to hơn đấy bạn nghe chưa? Mình cho cố tình cho cái loa chép nó tụ lớn lên để mình đo cho dễ. Chuyên đây mình sẽ đo các bạn xem, bạn nhìn đồng hồ nhá. Mỗi lần nó lỗ ấy thì các bạn nhìn điện áp này. Mình cho tiếng cho nó dễ lỗ hơn. Thực ra nó không kêu to như này đâu, nhưng mà vì mình cho tụ lên để cho nó cố tình to cho dễ làm thôi. Các bạn thấy cái điện áp này nó thay đổi không? Khi điện áp thay đổi càng lớn ấy thì đấy, bây giờ thì nó lại ok này, cảm giác cái ổn ổn này. Lúc có lỗ rất to các bạn nhá. Đợi một chút nữa thì nó sẽ các bạn
đấy 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 các bạn nhá, nhìn ra mỗi lần lổ cái điện áp ở đây, điện áp dương là 30V nhé các bạn nhá, cấp cho phần phần rè và phần phần VSI của cả hai vế luôn. Tức là khi mình là những chia sẻ với các bạn này, khi mà nó bị cả hai vế này mình phải tìm xem cái gì đó chung nhất, thì hai cái cặp VSI này nó chính là dùng chung nguồn này. Đây chính là cái dây này các bạn nhá, dây đen là dây cho chạy. Đây mình sẽ quay cho các bạn nhìn. Đấy, chính là nó đi vào cái cọc này và đi vào hai cặp VSI của mạch hai mạch công suất luôn. Mặc dù nguồn chính và nguồn drive thì lại cấp riêng, nhưng mà nguồn VSI thì nó thiết kế rất là cẩn thận, nó lại dùng riêng các bạn nhé, và nó được cấp bởi chính cái nguồn này. Giờ mình sẽ đo cái điện áp âm nữa cho các bạn xem. Nắm nút thì nó rất là có vẻ ổn đấy các bạn nhé, vì nó dạng theo mình nó cũng là dò linh kiện thôi, nó cũng là dò linh kiện thôi. Nhất là khi chuyển mạch ấy, cái gì đó có một sự đột biến ấy là nó rất là nổ to các bạn nhé. Đây bình thường cái này 30V ổn định này thì nó hơi răm thế này các bạn nhìn nhá, nhưng nắm nút có sự thay đổi lớn nhá, rất là khó chịu luôn, nó không nổ to hẳn. Thế khi mà nó liên quan hai mạch giống nhau y hệt này thì chúng ta phải chú ý một cái gì đó, tìm cái chung. Ví dụ như con này mình tìm thấy là cái nguồn này chung này. Đấy, các bạn nghe tiếng răm răm chưa? Đấy, thì thế là khi chúng ta phải tỉnh táo trong trường hợp ấy. Nếu như bệnh lổ thì có nhiều cái rất là dễ, thế nhưng mà cũng có cái là nó sẽ tạo cho mình cái khó như trong trường hợp này chẳng hạn. Đấy, nên là nó rất là đa dạng các bạn nhé. Nên không phải là cứ nói lổ là thì thường ấy là nó ở phần công suất ấy. Hoặc hiện đấy các bạn nhìn thấy áp tăng nha, mỗi lần nổ thì áp tăng lên 3 mấy V nha. Các bạn nhìn chưa? Nhìn kim đồng hồ chưa? Mỗi lần nó lổ nó răm răm từng mỗi lần như thế là tiếng nó cứ xẹt xẹt là tiếng bị áp lại lên. Đây bây giờ mình đã tháo ra các bạn nhá. Đây đã tháo ra, đây chính cái nguồn này, dây trắng này, dây chung này. Đây hai phần cấp mà. Các bạn nhìn cắm ba cái đồng này qua cái lắn này. Ra nguồn đối xứng nha. Sau đó bọc bài định mà hai con này các bạn nhá. Đấy. Thì cái đây thì cái này nó phức tạp hơn, nó còn dùng cả cái cặp như kiểu dạng VSI này nữa, thì mình sẽ phải kiểm tra hết các bạn nhá. Cả con này và cả con đèn con này nữa. Đèn to thì sẽ không có khả năng đấy các bạn nhá. Cái hệ số vĩ đại của con đèn to rất nhỏ, không thể gây hiện tượng ấy được. Hoặc có tăng đột biến chứ còn không có sự thay đổi như thế các bạn nhá. Đây nó cũng một dạng dò của linh kiện này thôi. Đây bây giờ mình sẽ tháo ra để kiểm tra từng bên một. Thì mình nghi ở bên âm nó sẽ có cả bên âm bên dương ấy, thì mình sẽ kiểm tra xem nó nguyên nhân nó từ đâu. Cũng có trường hợp là sẽ không đo được các bạn nhé, cũng không phải lúc nào cũng đo được đâu, thì nó liên quan đến cái giò này thì mình nói nó không phải bị nặng, nó này nó dạng rất là nhẹ luôn, không phải là nặng. Thì chúng ta kiểm tra cả con, nếu mà cẩn thận chúng ta thay luôn cả cái con năm chân này, xem con năm chân này là con năm chân C các bạn nhé, nó cũng giống như con cặp thứ sai nó dạng như thế. Nó dò sai thì đó, cái này thì thường mình để cái lớp lên 10K đi đó cho dễ các bạn nhé, xem nó như thế nào. Thực ra cái này thì cũng như mình đo, nếu không được thì mình lên thay các bạn nhé, vì bóng này nó lâu ngày rồi nó sẽ hay bị hiện tượng như thế. Sau khi tháo con đèn A đầu tiên ra thì sẽ khẩu đo không thấy gì cả, nhưng mà tí mình nghĩ mình lên thay. Thì đến tiếp con đèn C đây các bạn nhé, mình sẽ đo cho bạn xem. Đây này, đây con C nhá, này nhá, thì bình thường này, chủ yếu đo tiếp ra nhá, C là bình thường các bạn nhá. Bây giờ mình sẽ xoay kim lại để đo chiều ngược này, phần cực ngược này. Con này thì ok này, nhưng cái vế bên này các bạn nhìn này, các bạn nhìn nó thấy giò chưa, giò kinh khủng luôn. Đúng ra chiều này là không được phép lên, CB mà đo ngược này không được phép lên luôn, mà nó giò tới mức như này thì làm sao mà không lổ các bạn nhé. Cái này mà là ở cặp VSI nhé, mình nói thật nhé, thì lổ như là trống luôn. Đây, nó dò tới mức độ này, OCE nó gần như là bằng CE của cái cặp này gần như là lớn cực kỳ luôn các bạn nhìn này. Một chiều này. Đấy, thế bây giờ mình sẽ quyết định thay các bạn nhé.
mình sẽ cẩn thận, mình sẽ kiểm tra cả hai con đèn con nữa các bạn nhá. Xem nào, bây giờ mình sẽ chuẩn bị đèn để mình thay xong sẽ mình quay tiếp. Đây, sau khi mình đã thay xong rồi các bạn nhé, thì cái này ấy, các bạn nó có cả chân cắm cho hai đèn luôn các bạn nhé, không cần nhất thiết thì mấy đồng không để ý, không nhất thiết phải lối chân E vào nhau này, có thể dùng hai đèn nếu các bạn nhìn ba chân chưa, để rõ chân BCE luôn, tức là dùng hai đèn giờ được hoặc đèn năm chân được các bạn nhé. Thì cái mạch này ấy, thì mình biết là nhìn qua là thì mình biết là cái kiểu đấu E chung ấy là chính là cái mạch để so sánh các bạn nhé. Khi mà đi áp ở đây mà tăng so với này cái thì nó sẽ nó để nó điều chỉnh để áp để hai bên này cộng trừ bằng nhau các bạn nhé, chính là mục đích của hai cái con này là chính là nó để so sánh điện áp. Khi điện áp âm tăng thì điện áp này đang để lúc nào cộng trừ nó là đối xuống nhất để không bị méo tín hiệu nguồn cộng trừ lúc nào bằng nhau hết các bạn nhé, không bị lệch. Chính là đây các bạn nhìn đây, thì mình nhìn qua mạch này thì khả năng con đèn con này sẽ không bị này. Mình thay bên, thực ra nó chỉ bị con C thôi như vừa mình, nhưng mà mình chắc ăn thay luôn tránh trường hợp là nó bị các bạn nhé. Thì nó ở cái mạch so sánh như này ấy, so sánh như này ấy, thì sẽ rất dễ khi mà so ở đi áp ở chân B con này thay đổi dẫn đến là chân E thay đổi, thì E con này chung nhau thì dẫn đến ở đây chân C đang thay đổi, nó tác động con đèn con này các bạn nhé, chính con đèn con này làm cho điều chỉnh cái đi áp của cái con đèn to này các bạn nhé. Thì lúc nào điện nguồn cộng trừ là đối xứng tuyệt đối, mục đích của con đèn là như thế. Mình nhìn qua mạch, thực ra lần đầu tiên mình thay cho con 907 mà có cái kiểu mạch so sánh điện áp này các bạn nhé, tức khi nguồn âm tăng thì nguồn dương nó sẽ tăng theo, hoặc khi nguồn âm giảm thì nguồn này nó cũng giảm theo các bạn nhé. Và mục đích của nó là nó sử dụng cặp một dạng vi sai như này để so sánh. Mình sẽ lắp vào thử cho các bạn xem. Đây, mình đã lắp xong, bây giờ mình bật tiếng đã ngon rồi này. Thì cái này thực ra nó vẫn kêu các bạn nhé, nhưng bây giờ mình kiểm tra lại nguồn đấy, nguồn nó là 40V chứ không phải là. Đây, mình kiểm tra bạn xem ở trên E này, nó qua điện trở này nó tầm 41V các bạn nhé, chứ không phải là 3V. Tức là khi cái đèn điện áp âm này lúc ấy nó tụt xuống 30V, thế là nó kéo theo cái áp dương tụt theo các bạn nhé. Nên là nó chứ không phải là 30V, lúc ấy mình đo có lúc 30 hoặc 32V. Đây mình đo cho bạn xem, bạn nhìn đồng hồ. Để đây hơi lóa, mình sẽ để đây cho bạn xem. Đây nhá các bạn nhá, đây nhá, nó là gần 41V chứ không phải. Các bạn nhìn thấy nó gần như tuyệt đối giống nhau, đây nhá. Thế nó kéo khi một bên đi áp âm lúc ấy nó tụt xuống còn 3V, nên nó kéo thì áp dương này đấy, chính là cái nhiệm vụ của cặp visa này các bạn nhá. Sau đó nó khuếch đại qua con đèn này, xong nó đưa vào con đèn, đây mình sẽ sáng các bạn nhìn. Thì lần đầu tiên mình cũng gặp cái trường hợp lỗ mà do nguồn như này ở con 907, còn ở các dòng máy khác thì mình đã làm rồi, nó không nhiều nhưng mà chủ yếu nó vẫn rơi ở tầm khuếch đại tín hiệu các bạn nhé, chứ không phải là đây. Đây chính là chân E của con đèn này, thì áp cấp cho phần VSI của hai mạch công suất này chung. Đến khi mà chúng ta đã nắm được các cái nguồn này, mặc dù con này máy này nguồn khá là phức tạp nhưng mà chúng ta hoàn toàn có thể phán đoán bệnh các bạn nhé. Nếu trường hợp các bạn, nhiều bạn nếu không cẩn thận sẽ nhầm lẫn sang là thay chỗ khác chứ không phải là đây mình sẽ bật đây chính con đèn này ở cái này so sánh không, đưa qua con đèn này kích lên đủ để điều khiển cái con đèn này các bạn nhé. Tức là nhiệm vụ của nó là lúc nào hai cái nguồn này bằng nhau các bạn nhìn nhá, không mà lúc này nó kéo con này xuống 3V, thế là cái nguồn dương nó tụt theo, nó bị ở con C này mà, ở cái con C này. Đây mình đo các bạn xem, cái con A thì mình tiện mình thay luôn thôi chứ thực ra đây con A, con này nó cũng giống với con ở cặp visa các bạn nhé, A979 này, từng 978, 979, con này 2259 này, C259 này. Thường nó chọn này là chọn cặp đối xứng kiểu như A1015, C185 các bạn nhé. Đây, đây mình đo thủ phạm cho các bạn xem, chính là nó bị ở con này thôi nhưng nó kéo theo cái nhiệm vụ của cái cặp visa ấy, các bạn nhìn nhá. Con đèn C này mà cuối cùng như này đấy các bạn nhìn nhá, đây. Đúng là nó phải như cặp này mới là đúng này, đây, ok này. Cặp này các bạn nhìn này, đấy BC ngược mà nó còn dò thế này, CE nó dò thế này các bạn nhìn này, đấy CE rồi thì BC cũng dò các bạn nhá, nhìn nhá, đấy chính là thủ phạm của nó. Đây
Đây cũng là con đầu tiên mình làm theo cái kiểu mà nó có cái so sánh điện áp này các bạn nhé, để cho lúc nào điện áp cũng là nhiệm vụ, nó lúc nào cũng đối xứng với nhau. Thì lúc đầu mình cũng không, thực ra nó mình không thể nhớ được hết các nguồn đâu, máy nội địa rất phức tạp. Lúc đầu mình đo thấy 30 thì mình cũng nghĩ là nó tầm đấy thôi, đến lúc bây giờ làm xong cái bệnh mình mới thấy thì mình phát hiện cái nhiệm vụ của con đèn này là như thế. Con một con 97 này là một trong con máy cổ mà nguồn rất là phức tạp các bạn nhé, rất là nhiều loại nguồn. Nên cũng may cái là mình phát hiện ra là cái nguồn vi sai, mình đã từng làm công suất của con này rồi, mình biết cái vi sai này lui chung bằng một cái nguồn này đấy. Nên là mình phát hiện ra ngay là khi mà cả hai vế nhá mà nó giống y nhau thì rất nhiều khả năng là không phải là từ công suất các bạn nhé, mình sẽ phải tìm cái chung. Thì chung của nó là cái gì thì mình phát hiện là chung là chính là cái nguồn này. Nên là đấy cũng là một cái mình chia sẻ với mọi người để chúng ta có thể tỉnh táo hơn trong cái chuyện khi có nhiều kinh nghiệm hơn, khi mà làm các cái bệnh mình gặp rất là nhiều đa dạng với bệnh lỗ như phần như ai làm tép hoặc ở đài cassette ấy, thì sẽ biết rằng là nó chuyển mạch. Vì cái chuyển mạch ghi phát đấy nó là cái mạch khuếch đại tín hiệu đầu từ, tín hiệu rất là nhạy cảm nhá, dùng hệ số khuếch đại lớn, nên chỉ cần một cái sự thay đổi nhỏ cái chuyển mạch nó bẩn thôi nó gây tiếng lỗ, mức lỗ to luôn các bạn nhé. Chứ không phải thì cách xử lý nếu mà ai đã làm cái ngay chúng ta xịt RB7, hoặc là có bạn nào cẩn thận thì sợ RB7 ấy thì có thể dùng dầu mây khâu. Nhưng mà theo mình ấy thì có thể các bạn mua về RB7 đẻo thôi, chứ còn mình thì mình nói thật mình vẫn thường xuyên dùng RB7. Đây mình mới mua thì các bạn có thể vào mạng để tra xem cách thế nào là RB7 xịn và RB7 đẻo. Thực ra chiếc áp ấy thì hạn chế dùng, trừ trường hợp là nó bị quá ấy, thì khi nó bị xẹt thì các bạn nên quay không, các bạn tắt máy, các bạn quay không. Thì mình đã từng học về quê mình sửa cái loa kéo cho ông chú ấy, nó chẳng có đồ nghề cả, thì nó cũng bị lúc mất lúc có sụm xịt ấy. Thế mà mình ngồi mình cứ xoay, chỉ khó xoay đi xoay lại, thế mà cuối cùng được các bạn nhé. Tức là nếu mình có rồi 7 hoặc dầu mới khâu thì nó sẽ nhanh hơn, mà để tháo ra mình cứ ngồi mình vặn, thế mà cuối cùng là được làm với ông chú mình. Mình về quê Hà Nội ở bên Gia Lâm ấy, Hà Nội là mình đang làm. Nên là chia sẻ các bạn là trước khi chúng ta dùng RB7 chiếc áp ấy, riêng với chiếc áp thì chúng ta lên dùng cứ quay đi quay lại nhé, đã hiệu quả. Các bạn nào thấy bị thế ở chiếc áp sệt sệt ấy, các bạn nên quay cứ quay không, nhiều khi nó đã sạch rồi các bạn nhé, trừ máy để lâu quá ấy, nó mới bị bẩn, nó mới làm cho cái tiếp điểm ấy nó bị oxy hóa, bẩn nó vào thì nó mới tiếp xúc kém thôi. Chứ còn đâu thì cái ông chú mình có còn nó kéo ấy, quản lý cho hội người cao tuổi của thôn xã ấy, cùng để lâu cũng lúc sờ ra tịt tịt thi thoảng có ẹc ẹc tiếng. Nhưng các bạn nhé, đây chính hãng này, nên là các bạn có thể vào mạng để vào Google tra những thế nào là chai, như mình chơi toàn loại chai chai bự thôi nha. Này các bạn nhìn này, mình dùng rất là nhiều vì mình làm máy nội địa thì không thể những máy mà chúng ta không thể tránh được như là dùng R7 các bạn nhé. Có điều mình dùng hợp lý, mình nghĩ là R7 có thể các bạn dùng mua về R7 đẻo thôi, chứ còn R7 cái mùi R7 đẻo ấy, mùi cái mùi nó cực khác các bạn nhé. Chứ còn R7 mình mua toàn chính hãng, các bạn nhìn này, đây cái lọ gần hết, mình mới mua lọ mới này nha. Bạn nào sợ dùng R7 đừng đến sửa mình nhá. Vì hôm vừa giờ có một bạn mà cũng thông qua xem kênh YouTube mình cũng đến sửa con Omnia 2025 mã, thì bạn cũng bảo em cũng phải mua cái loại cái gì mà đắt tiền ấy, mà dùng riêng cho chuyển mạch các thứ ấy. Thì mình cũng thôi, cái đấy là tùy quan điểm của người, vì tránh trường hợp tranh cãi. Mình còn mình thì mình vẫn thường xuyên dùng cái này các bạn nhá. Còn bạn nào sợ thì có thể mình sẽ dùng theo ý các bạn ấy. Bạn bảo đừng xịt các thứ vào của em, bảo không anh không xịt, nó không liên quan gì cả. Mà mình sửa cho bạn cái pan cũng rất là khó chịu, thi thoảng là tiếng sôi sôi nhẹ bên loa của cái con âm đi đờ lông 2000. Bạn chắc là đến hôm nay thì chắc là ổn, nên thấy là có vẻ vui vẻ, không thấy phản hồi cả. Thật hôm qua video rất cảm ơn các bạn ở xa nhưng mà cũng nhiệt tình đến tận cửa hàng để ủng hộ cho mình, trừ những bạn xa quá thôi, chứ mình rất muốn là những nơi mà không có người sửa máy nội địa này mình sẽ giúp bạn, và đồng thời mình cũng là có công việc để cho các bạn coi là yêu âm thanh, và lúc nào cũng để máy mình lúc nào cũng hoàn hảo, không phải lo bệnh khó chịu gì cả các bạn nhé. Nhiều khi những bạn mà đã yêu âm thanh ấy, cái tiếng sẹt sẹt nhỏ ấy, rất là khó chịu các bạn nhé. Mình gặp rất nhiều trường hợp những ai mà đã được kỹ tính ấy, đã nghe kiểu âm tiên nội địa là rất là kỹ luôn, mình khẳng định thôi. Âm đi karaoke có thể các bạn hào hào thôi, nhưng mà riêng cái phần nghe nhạc mình để ý là hầu như là rất nhiều bạn kỹ luôn.
Video mình đến đây hết. Cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn ở video sau.